Sáng 14 tháng 2, đồng chí Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp xã giao đoàn công tác của Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và các doanh nghiệp Hàn Quốc về tìm hiểu cơ hội đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp tại Ninh Bình. Cùng dự có lãnh đạo một số sở ngành có liên quan của tỉnh. Phát biểu tại buổi tiếp xã giao, đại diện doanh nghiệp Hàn Quốc bày tỏ vui mừng khi được về nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Ninh Bình. Đồng thời cho biết, thành phần đoàn bao gồm lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các công ty hàng đầu Hàn Quốc về lĩnh vực sản xuất năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, xử lý nước, tư vấn tài chính giáo dục. Đây là chuyến đi đầu tiên của đoàn đến địa phương với mong muốn không chỉ hợp tác sản xuất các sản phẩm là thế mạnh của Hàn Quốc như cá tầm, tôm, lươn, đông trùng hạ thảo, sâm mà còn đưa các sản phẩm tốt của Ninh Bình đến thị trường thế giới. Nhấn mạnh, Việt Nam nói chung và Ninh Bình nói riêng có thế mạnh về nguồn nhân lực dồi dào, chất lượng cao, nông sản phong phú. Hàn Quốc có lợi thế về công nghệ. Vì vậy, đoàn kỳ vọng chuyến đi lần này sẽ mở ra cơ hội hợp tác để hai bên cùng phát triển. Chào mừng đoàn công tác của Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và các doanh nghiệp Hàn Quốc về tìm hiểu đầu tư tại Ninh Bình, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Song Tùng đã giới thiệu khái quát về vị trí địa lý, lịch sử văn hóa, những tiềm năng, thế mạnh, tình hình phát triển kinh tế xã hội và mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Ninh Bình với các địa phương của Hàn Quốc. Trong đó nhấn mạnh, quan điểm trong phát triển kinh tế của tỉnh là theo hướng xanh, bền vững, lấy du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, tập trung thu hút đầu tư các dự án công nghệ sạch, công nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn. Về nông nghiệp, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, đây là lĩnh vực sản xuất quan trọng, đảm bảo cho sự phát triển ổn định của tỉnh. Những lĩnh vực tỉnh còn dư địa phát triển cũng chính là những nội dung mà đoàn đang nghiên cứu khảo sát. Đặc biệt, một trong những thế mạnh của Ninh Bình là có nguồn lao động dồi dào, chất lượng cao. Điều này cũng được các doanh nghiệp có đầu tư nước ngoài, trong đó có Hàn Quốc, khẳng định và đánh giá cao. Buổi sáng cùng ngày, đoàn công tác của Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và các doanh nghiệp Hàn Quốc đã có buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Tham dự có lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, lãnh đạo một số doanh nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã giới thiệu khái quát về đặc điểm, điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng, sinh thái của tỉnh, thực trạng sản xuất nông nghiệp cũng như các sản phẩm nông sản chính có lợi thế trên địa bàn tỉnh. Phía Hàn Quốc thông tin về một số công nghệ hiện đại trong sản xuất nông nghiệp của họ như công nghệ sản xuất đông trùng hạ thảo, nuôi tôm, nuôi lươn, trồng sâm không dùng đất hay mô hình kết hợp sản xuất điện năng lượng mặt trời và nông nghiệp công nghệ cao. Các doanh nghiệp cho biết, ngoài sản xuất, nuôi trồng thì họ có công nghệ chế biến rất tiên tiến, tạo ra nhiều chủng loại sản phẩm khác nhau và được thị trường rất ưa chuộng. Do vậy, họ cần xúc tiến hợp tác tại Việt Nam, trong đó có Ninh Bình để chuyển giao công nghệ, mở rộng sản xuất, kết hợp với bao tiêu sản phẩm, tạo thành một chuỗi giá trị đồng bộ. Hai bên cũng đã trao đổi về các nội dung cụ thể để có thể đi đến hợp tác, như vấn đề về đất đai, cơ sở hạ tầng, điều kiện thuê đất, cơ chế chia sẻ lợi ích. Buổi chiều, đoàn công tác của Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và các doanh nghiệp Hàn Quốc đi khảo sát thực tế tại một số địa điểm có tiềm năng để có thể triển khai đầu tư các dự án.